quên che làn mãi sâu với nước yêu trọn tình đời muôn mặn đường tay. Thank you.
biệt là sự thể hiện rất đáng yêu của các đúng tâm nhí và một trong những người lớn của toàn thể quý vị để cùng chúc mừng câu lạc bộ đa sắc màu cờ xe. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vũ điệu đoàn kết được nguyên chủ tịch nước Tòng Thị Phóng sáng tác trên nền nhạc, điệu nhạc và các vị nhảy của dân tộc Tây Bắc nhằm gắn kết các tinh thần, đoàn kết giữa các dân tộc với nhau và kết đoàn lại chúng ta có niềm tin vượt qua mọi khó khăn thử thách để đi đến thành công. Và sau đây xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng ngắm nhìn của mình lên phía trên phần trung tâm và cùng chào đón tiết mục được mang tên Vũ điệu kết đoàn, một sáng tác của nguyên chủ tịch Tòng Thị Phóng. Một tràng pháo tay lớn của toàn thể quý vị cùng chào đón câu lạc bộ Hoa Hướng Dương. Thank you.
trong đoàn kết đoàn nhạc chúng ta có một buổi tối giao lưu ý nghĩa và tuyệt vời như buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tiết mục bài ca kết đoàn của câu lạc bộ Hoàng Dương một lần nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, âm nhạc thật tuyệt vời, gắn kết mọi trái tim với trái tim, xóa nhòa khoảng cách không gian và thời gian. Và ngay lúc này đây thì với những âm nhạc sôi động tuyệt vời, xin mời các câu lạc bộ sẽ cùng trở về trung tâm sân vận động và chúng ta sẽ xếp lại những hàng ngay ngắn và chúng ta sẽ hòa chung là một. Vâng, chúng ta sẽ hòa chung là một để cùng thể hiện một phần hình phần đồng diễn được mang tên Hoa Biến Xanh. Và xin mời toàn thể quý vị, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón một tiết mục Hoa Biến Xanh và xin mời các câu lạc bộ chúng ta sẽ xếp thành các hàng dọc ạ. Dạ vâng, xin mời các thành viên câu lạc bộ dân vũ chúng ta sẽ xếp đứng thành 7 vị trí ở phía trước để cho các thành viên của mình đứng theo phía sau ạ. Chúng ta sẽ xếp thành hàng dọc ạ. Dạ vâng, với tiết mục này thì ban tổ chức chúng tôi rất là mong muốn các câu lạc bộ sẽ đứng thêm kẽ nhau ạ. Sẽ đứng thêm kẽ nhau để cho phần đồng diễn thêm đẹp hơn ạ. Dạ vâng, chúng ta sẽ không cần thiết phải đứng là về cục bộ, chúng ta sẽ đứng thêm kẽ vào nhau để cùng hòa chung vui vào khúc nhạc rất là sôi động, một đêm một sinh nhật cho một bộ hoa xanh thì là đúng thật là tuyệt vời ạ. Dạ vâng, các câu lạc bộ chúng ta sẽ chỉnh lại hàng của mình và để có những góc quay đẹp nhất, những hình ảnh đẹp nhất sẽ lưu lại ở một buổi kỷ niệm ý nghĩa một cả đêm sinh nhật thật tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Các quan đứng về đằng sau, các quan đứng về đằng sau nhớ được mà, đứng về đằng sau. Đứng về đằng sau mẹ kia. Đứng về đằng sau các mẹ kia là đứng nào nhớ được, bên cạnh nhé. Đứng vào bên cạnh nhé, bên cạnh nhé. Dạ vâng, hôm nay tôi sẵn sàng đến như thế ạ. Sẵn sàng chưa? Dạ vâng, xin mời âm nhạc.
phát triển thành công và có nhiều tiết mục thật đặc sắc để cùng tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ trong những lần sau. Và một lần nữa xin được gửi lời kính chúc tới toàn thể quý vị.